tại khang ở nhà thô khăn thì ngày kia màu khai chế pram được xíu quạt mà chú nồng nâng ở một chạc tiệc mù hình niên ní ở rù rơ rung hà trây rồi bỏ quạt bài xa tha ở nhà thô khăn tha kết rơ chịp lại chân bán phụ dương cho rung thằng ọc nì màu nâng phục hộp đông nét ở bây cà phía rung hà trây rồi bỏ lục hình niên hai chân hai phụ nhóm nằm nè màu tới đang bay ơi quạt phụ quạt sông bò phụ quạt chẳng không ai quạt tru quạt ấy cho ai quạt quạt một bò chăm cua sa quạt bự quạt ru ru phụ quạt tới quạt bàn ấy tiệt chăm cua sa quạt chẳng hai phụ nhóm chia sẻ cùng từng ngọn kia thằng kia giờ nằm cầm lang mau chui kia em nẹn tít tơ cầm ao y kê ru ru bò phụ quạt bàn bự quạt ru ru bò phụ quạt bàn có đôi ru tiệt phụ nhóm tam cơi đài chẳng hai chân tập một đồng kia cả chỉ cầm lang cầm ao sông bò tới dân mình từ miền tây ở bột ấy to tăng mùi kê tê chẳng hay dân mẹ lực đầy spe phụ kê sông bò bò ngơi cầm ruột ruột phụ nhóm phụ nhóm ở tục ở phụ nhóm ra xì thong chẳng hay phụ dân chè màu một đông tới khai kê màu ruột ruột qua tới quạt bàn anh chăm cua xa qua chỉ phép quạt rồi đây nít cứ chuyện đây đại phụ quạt ha tục ai nhom rồi mát sầm lấp nóc sai tận tai quạt mình toàn mình tụm nóc sai phụ nhom tới hạt ai quạt mà cho rùa anh nít cứ chia là bo và có chỉ vật là bọc phụ nhom trắng phụ quạt ha tục mà rồi mát đầm bay phụ nhom nóc sai tại lâu mình toàn mình tụm nóc sai phụ nhom tới hạt ai quạt mà cho rùa xong rồi mới có riêng ha tây bọc phụ quạt trắng phụ nhom ắt sắc chết đấy rồi ta mà ham quạt phụ quạt mấy ngày